Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi cứu chúng sanh vạn thân. Vì chúng con nguyên ngập sẽ đến rồi. Trước biên nay hàng nguyên tâm sự với tất cả quý vị tạm chia tay. Để rồi khủng bố lại tất cả những sự việc mình đang làm. Ngay bây giờ mình đang làm gì? Mình đang làm việc trong cơ quan cứu thuế. Mình làm một tay tướng của trời đất, của Phật, của Thầy, để gom góp tài liệu dụng cụ để ban bố cho tất cả mọi người hiện giờ này họ đang thiếu sức, và thông báo cho tất cả mọi người giờ này họ chưa hay biết gì cả. Còn phải giảng kinh giảng đạo, còn phải phổ độ. Không, không. Trong cơn này là cơn tận độ, cho nên Đức Ngài, Đức Cậu tận tình, tận lực, tận dụng để giúp chúng sanh bá tánh. Mỗi sự hành tàng nào cũng phải dứt hết, cho nên lúc bây giờ đã mòn mỏi lắm rồi. Nhưng cơ đã khai, tuyết sắp đà, đổi thay, đời phong ba sắp đến, đất sắp lở, trời sắp lông, núi rã, biển cạn. Đại hồng thủy sắp đi đến đây, có nghĩa là nước sôi, rừng cháy, người hiếu khô vì quả chất này sắp thần dương rồi. Chỉ một phút giây sẽ hưởng mùa tuyết mới của Đức Di Lạc Vương Phật. Mà Phật xuống đây có dễ dàng hay không? Không dễ, Phật xuống đây rất là khó. Phật xuống đây, rồng cù phải lượn đá, phải lăn núi, phải rã biển, phải cạn, trần gian để sẽ bay hết mới thấy được Phật. Tất cả chúng sanh cứ lầm tưởng rằng ngày xuống đây dễ lắm như sao. Sự tu của mình cũng như sự làm việc của mình phải trung minh, phải trong trắng, phải công khai, phải hiểu lý, phải công bằng. Thì giờ người tu hôm nay cũng vậy, ta không thể cứu tất cả mọi người được. Và trong gia đình của ta, nếu trước không trị gia, làm sao ta ra trị quốc? Thì hôm nay cũng vậy thôi, quý vị phải ráng chu đáo lại thêm phút nữa. Tại sao hiện giờ này trong cuộc lễ hôm nay mà lại đại đàn quá vậy? Các vị có biết nơi đây tất cả các ngài đã triệu tập về đây để rồi cung ứng, phổ biến, cung cấp tất cả khắp miền, khắp chỗ, khắp nơi chăng? Vì đây chỗ này là trung tâm địa chính của đang làm việc và chuyện của quý vị lắm. Lặng lặng ngồi để rồi cậu phân bày cho tỏ rõ thêm. Một phút này là phút chót sau cùng rồi, quý vị phải nằm tại chỗ để lắng tai nghe và lãng tu. Tu cũng không kịp. Hiện diện hôm nay chúng ta tu qua những sự việc của mình đang làm gì, và phải gọn gàng chuẩn bị đón tiếp Đức Ngài. Từ bấy lâu nay Đức Cầu đã phân bày của tất cả chúng sanh bá tánh không nghe. Bây giờ đến cơn rốt ráo rồi, không thể cứu mà giải thoát được bao nhiêu người đâu. Vì lẽ đó cho nên cậu thấy cũng mà rưng rưng nước mắt. Chuyển động hết rồi, báo động hết rồi. Đừng nhớ nhơ nữa, đừng chờ đợi nữa, đừng quan tiếp nữa. Vì phút cuối cùng này đã tàn quỷ diệt hết. Ai còn, ai mất, ai được sống tương ngộ mà gặp được Ngài và thấy được Đức Giáo Lành, Đức Giáo Chủ sẽ xuất hiện trong miền Nam Đức Việt. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải thấy được, vì mình phải ám nó, phải đổi bộ máy, phải đổi thân, đổi trí, linh hồn, tư tưởng, sắc thể của mình, tất cả. Chứ quý vị còn mập mờ làm sao quá được cảnh giới hết. Thời tiết đã đến, bần sĩ đã cảnh tỉnh biết bao nhiêu người không nghe. Giờ này đến cuộc rồi, phải chịu bó tay trước mọi việc. Nhưng phải có vậy mới khai mặt đầu, mới dừng được ngày lộng qua, mới có thấy được các đấng, các ngài hạ xuống và đã tìm hiền đã xuất hiện chứ. Chúng ta còn chờ có một ngày mà thôi. Tất cả trong tôn giáo chờ đợi đòi hỏi và gặp một cơn này mừng rỡ. Nhưng tại sao thấy mọi người lại run sợ và sợ hãi? Và lúc này đó là sợ gì? Còn một phút giây này chúng ta sẽ trở về. Sợ gì cho nên hôm nay Đức Cầu muốn tâm sự để luận bàn qua và tất cả quý vị những lời nói sau cùng. Mà chúng ta nằm trong bộ máy thiên cơ, và chính Việt Nam châu Á nắm thiên thơ, có nghĩa là thiên thơ đó. Vì lẽ đó cho nên hôm nay muốn bàn qua với tất cả quý vị, phải ráng cố gắng thấy được tất cả mọi sự việc gì trong một cuộc đời này. Thấy đang lẫn quẩn quá, đang bận rộn quá, đạo lúc này cũng gần hưng thì nó đã náo loạn, không thể nói được. Muốn cứu chính quyền Phật pháp, muốn làm Đức Chúa Trời, muốn làm trời làm Phật, muốn thay tất cả các ngài Di Lặc Vương Phật để khai
thấy địa cầu mới này thì quý vị nghĩ như thế nào? Đâu có được, vì tần số đã quay đến nghiệp tính rồi, không còn gì phải nói. Chuẩn bị đi từ trong tới ngoài, từ xa đến gần. Một lần lúc này bần sĩ xin kính kêu gọi và nhắc nhở thêm, nếu tất cả ai thấy được một người sinh hồn sinh bá ăn dụng ta đây cống cao ngạo mạn ý lại khi là có một trạng thái khác hẳn thì phải quy hồi Phật pháp liền, bởi vì xuống đi để chấp nhận tội của mình chứ không thể tránh được đâu. Tại sao bần sĩ lại muốn thốt ra lưu lời như vậy? Có ích lợi gì chăng? Khi là phải đau xót tâm hồn tâm thần bấn loạn vì nhân dân quần chúng ba tánh ngày hôm nay bấy lâu giờ bần sĩ đã hạ thế bao nhiêu kiếp đời chứ không phải kiếp này đâu. Hôm nay bần sẽ nói luôn và khai hết cho tất cả quý vị biết rằng, vì bần ẩn sĩ đây là chợ cơ lỗ dọn đường cho Đức Di Lạc Vương Phật ngài, mà ngài đã xuống dưa xuống rồi, ngài xuống bằng giáo bút thi thơ để khuyên dân ngài để trở về an lạc quốc, để xuống tinh dân chiếc thân của ngài cổ nhân có một hồn phân muôn hình để tạo ra cho đường lối thấu thuốc cho dân chúng ba tánh được hưởng sự trong lành mà đam mê thế lực kinh tiền để quân giữ tất cả mọi hành tài. Cho nên trong đêm giao thừa, trong một đêm giao thừa bần sĩ ngồi chúng lãnh trương của một mình bần hỏi lại, chứ ta đã giao cho tất cả mọi người rồi, mãi là người thừa nhận của ta, nhận rồi quán dục, rồi bỏ, rồi hách đi, rồi bây giờ tìm kiếm. Bần sĩ luận trong đêm giao thừa để luận án và luận đạo, luận đời si kiên, luận cầu, muốn nói rằng ta đã giao cho các ngươi cũng như ngài Phật tổ, nhưng ai thừa nhận của thầy đây phổ độ chúng sanh, nhận rồi không chịu lầm lầm, nhận rồi trong bước lu hành không đi, vậy mà nhận của Phật của Đức Cậu đi làm gì? Thấy người thấy cậu đặng đi cứu đời. Hôm nay cậu luận bàn ở đây có tất cả chưa quý vị? Ráng đi tâm trí được thành thân, hồn nhiên an lạc để ngày mới châu ngày. Sắp đến cuộc rồi, kẻ hôn mát sẽ chịu bó tay, giàu sang thế cực rồi phải chịu ăn mày chớ dơ. Buồn thấy sự lắm chứ, ta mới nên thô khuyến rằng chốn nơi này chướng đằng gì đâu, cảnh kia có hiếu hoa sầu, còn ngồi mãi biết tình cầu giang buồn. Hết rồi, hôm nay đức ngày gần tạo pháp khai trường, chiếu in lực lệnh thì trời buồn mà thôi, phải nghiệp dân tẩy sạch bẩn tội, đem ra pháp án xử rồi không tha. Đừng ai nói bại, nói bại là đấm gậy xa qua cuối cùng. Đừng có ăn ở trước kia với trời Phật với đất ngài Đức Cậu quá lạnh lùng, sau này kết án ngày cùng thử thấy. Đức Cậu nói chỉ có một giây nữa là hết đó. Dặn trò nghèo dù có chết cũng không sao, nguyện xin các đến ngày nào Đức Phật lâm trào gia hộ chúng chi. Nguyện với thầy từng dặm bước chân đi, dù chỗ tan cả hay thế cũng đành. Nguyện độ tận chúng sanh để thấy Phật tái sinh, thấy ngày đi lạc thấy đời lành hiện ra. Nếu để trễ thì cái đám quỷ quái tà hành hình dân chúng rồi phải chịu ngã xa chốn này. Buồn than thở canh chày với quý vị, ở nơi đây người trí rất thông, cũng các ngài các vị các ông, ta thể xác đi dựng mây rồng cùng thầy tô. Biết sự đời hôm nay cám dỗ, quỷ dữ ma hết lúa mặt nhìn, đây đây rồi sấm nổ huỳnh hình, khai mạc hạ để chúa sinh khởi nghĩa. Mong quý vị đất đây trồng trẻ hạt giống lành sao hỡi đằng nhờ. Cuộc hành trình thầy còn mãi đến đâu, đang huấn luyện để đúng giờ khai mạc đào. Nếu gương cầu giờ này là hoài bão,
đắc nhận đi trò hiếp đạo biên minh. Thưa anh nói sơ xuôi kinh nhận rồi xin để trong đừng lâu. Nhận của Phật, nhận của trời, nhận đi rồi sẽ cứu đời mê sắp khổ tối. Máu tràn như biển, thấy phôi kia thấy hiện quá rành. Đạo sĩ ơi cậu biết ngon ngành, khuyên tất cả ráng làm lành hiện đạo. Đời đã đến mà nó ấm muốn xúc xào, đời tiêu tàn mà chữ đạo không trông. Đời nãy mai sẽ nấu bóng quỷ hồng, đang thiêu diệt để lập giống dòng Phật. Cả tiếng kêu ấy mê vật chất, đem tiền tài rồi dấu cất nơi đâu. Về đây tính để vui câu, giờ này bần bần rừng lúc kinh thâu chiều đàn. Hết rồi, nếu trăm muôn ngàn sự họ hàng, đồng thề một mi một bình đẳng tối nguyên. Sắp tới đây để trách đất ngửa trời nghiêng mà, để Phật xuống trần lập thế đâu có hiền bở dân. Tay thôi sạch sẽ hồng trần, đêm nay kết lần đủ phần tại đây. Thật sơn bầu nhiệt sắp cũng tiếng nổ đâu đây, gian trời dậy đất chưa đủ đầy một cánh. Thì trong thế giới giả bành nở cho ba cánh, chị anh hiểu liền. Nếu nghĩ biết dám điều nghiêm bút xử, nếu hiểu rồi tự xử tâm ta. Lục coi chánh lại hay tà, trung minh hiền đạo về nhà báo chân. Đừng có sợ, đừng có rầu, đừng có khổ, có một ngày tương ngộ cùng nhau. Bao năm tháng luận lễ trào, kẻ tận người sợ rồi lao đao khắp biển. Nay quy tụ trò hiền thầy thảo, nay xuân về quý đạo. Đời ngày hết gió hết sương hết bụi tục lệ, nhờ đức Phật dương cho đời. Đạo sĩ ơi cơn đêm nay dậy thời, ta khuyến nhắc không phải nói lời này để che khắc người đâu. Biết rằng không sống được lâu, làm sao thấy được ngôi lộ Phật ra. Đang thiết lập mới bỏ hội long quang, tới đó bảo thiên sinh ráng tỏ như đèn. Biến về rồi lãnh tục nhiều quen, đừng mê nhiễm ráng trôi rèn tâm. Bạc tỷ bỏ cho rồi bao dũng sĩ thôi tu. Bây giờ ta đảo đừng thu, nên bây giờ nhắc đạo hồi tu sao vàng. Phật đang thiết lập bảy mươi làng thánh đức, thì tẩy vàng muốn triệu ức thế gian. Nếu ai muốn được cõi màng, nếu ai muốn được về làng hướng chân, thì phải ráng đừng có lạnh lùng như vậy. Ta báo động chứ biết rồi có nhìn thấy hay chăng. Tới đây chưa được trọng tâm thì là thượng đế sanh bằng còn đâu. Biển hồ quá lại khùng dấu, còn dấu quá biến thì người đâu nắng đúng năm mèo sẽ biến là đổi so cảnh đổi thay ghê gốm tới nơi. Cuối mẹo kia tan rã đất trời lừng, có thiết có mời có riêng. Hãy khôn ngoan thì tu cho khéo, rất nhẹ mình đừng tròn mèo trong trong. Thì là mở trót qua dòng, còn không hướng cánh nào nồng gây vô. Buồn thế sự giờ còn lo no lo đôi, buồn chúng sanh còn ba gói bảy môn. Buồn ấy ông lấy đưa đò, không còn chờ đợi vì sống to đang nghèo. Thương ba tánh, thương đồng bào cốt nhục, thương nhân sanh còn tá túc bên thềm, thương nhân quần gan cổ ruột mềm. Đêm
khăn khăn ngày thiên bút sử thương đồng đạo ta ngồi cô lữ tại rừng tàn hay chờ mà thôi đêm nay quy tụ đèn uy nghiệp mà về ta luận thấy ôi thôi quá mừng mừng đạo pháp gần chứng minh rồi đó mừng trần gian sắp bỏ của tài mừng làm sao tiêu diệt hết trần ai tẩy món nợ trong ngày dơ bằng mừng ta được hiền lương tinh tân mừng thầy về tiếp dẫn đạo sư mừng thôi người hứa các ư theo chân Phật pháp đại từ học chân ta mừng quả thâm thâm với diệu mừng ngày rồi chút xíu xe tương mừng Phật dương còn khổ đỏ trần gian Phật xuống thế thì rồi tàn mê mùi ngồi tính lại thì giờ trong buổi ráng đi người cầm gối mà chi ngồi đâu tu đó lẹ đi bỏ đời hướng đạo từng khi mới thôi ngoan ngoãn lo linh hồn đừng lo xác ai thông minh là bồ tát tại trần ráng tu đi tập luyện người dẫn cho tốt đẹp là bậc hiền hận quân thường ai đại trí lúc này không sung sướng ai con của Phật của trời thì bị dưới phong ba nhưng rồi bồ tát với xa có ngày đi đạt mơ lâm qua được cậu khai mở một nguồn tin ngày chót nói ra lời đau xót dẫm đường thương cho trần mà mến kẻ bất lương còn dài dẫm nát thương mà tổ để sắp trước vui trời nghiêng đổ tránh đâu khỏi bờ trần đừng thịnh nộ sân si ngày nay đúng bậc đúng kỳ mèo kêu sắp tới ai đi xa rời chờ để coi đi dân ơi gần lắm chờ để nghe tiếng sấm nổ vang chờ coi núi rã bình an chờ cõi cầu khai đường tàn năm châu chờ coi gần lắm không lâu đi giờ ta lặng nỗi rừng sâu kiếm tầm đạo của Phật di diệu thâm thâm đạo của ngài đâu có mù quáng tối tâm bới trần đừng mê cái đạo mê tâm đạo ma đạo quỷ mất thần mở luôn đạo của Phật đâu có được nhau vui chơi bơi đạo của ngài khắp thế giới năm châu nhìn nhường chút hết từng câu chịu đau chịu khổ đứng ở đầu của sinh đạo của Phật là một nguồn tin cao đẹp đạo của Phật ngài dẹp dọn bên trong để lo thoát được qua dòng thoát điền sanh tử thoát trong ngục tàn đạo của ma đã đấm lửa cùng vàng kéo nhau lớp lớp hàng hàng tranh phân đạo của ma mê nhiễm của trần rổ rổ rần rần thờ cúng giả trang Phật đau hưởng của trần gian mà mày như vậy ngụy trang làm gì đạo của mai sánh hay gì hay kiêng hay lấn hay gì hay nghiêng đạo mai lý hay về hay tranh hay bới rồi đặng nghe giao cầu đạo của Phật đâu có biết gì đâu để lo giác ngộ để thần hầu tâm linh đạo của Phật nguyện độ chúng sinh dù cho có tháp của mình linh hồn đạo của Phật đâu có để bị chướng chặt dồn nguyện sinh trả hết trường tồn đáo lai đạo tiên đạo thánh đạo ngài đạo ông Di Lạc đạo bà quan âm đạo Phật pháp thâm thâm diệu diệu đạo của ngài chút xíu nữa thành đạo Phật thôi đâu lời đâu danh dù đau khổ cao
ngày đi lạc tái sinh. Giờ đây ta vẫn đau lành cùng nhau mỹ lược năm canh thiện thừ. Cậu buồn lắm, tâm tư giống với cậu buồn ai cậu viết ra bài. Đêm giao thừa nước mắt chảy ra hai, ai thừa nhận của Như Lai Phật tổ. Ta giao đó mà người không ghi sổ, ta giao cho đời đời quấn dục còn đâu. Giao thừa ta tức canh đâu, sáng người tỏ rõ sẽ bể vô hôn đường. Khi cơ biết đoạn trường vất vả, ngồi nguyện sinh mà thấy đã tiêu tan. Sinh trong ba tánh từng đàn từ bi mà niệm Phật bình an tôi nguyện. Chứ bừng xị đâu có hỏi cầu tiên, hay là cầu thánh năm miền làm chỉ cầu cho thế giới không yên. Biết đường niệm Phật giờ biết đi theo ngài, cầu cho thế giới biết sám hối ngày mai. Đặng trời tha sống giờ đèo đắng cay đừng lầm. Cho nên đừng sĩ khổ, mà đâu có ai biết ai đến ai tập. Tưởng rằng ta tà mỹ rồi trong tâm viết lời. Buồn thế sự cậu thức cười quá xa, bởi cuối cùng còn nhấn cá hiềm thù. Lông lọc rồi ít bậc hiềm tu, làm sao sống rồi ngạo vô cửa Phật. Không rộng rãi tâm còn bẩn chật, không tu hành để giấu cất phước ăn. Ngày nay tính lại đã gần, đừng nên nay tháo mây thần làm chi. Mèo kêu réo ai đi dám về, sống để coi nhìn thấy nghiêng hôn. Biển đĩa cầu rung hết càng hôn, đã còn nổ lỡ còn lỡ bay. Ta nhìn thấy kỳ này cả thái sắp tiêu điều gì bởi ai ra. Buồn đời mới nói lời ra, buồn ai cũng kể năm na đêm trường. Trong một giây phút này bần sĩ cùng ngâm thơ giải quyết những gì được, nhưng phải bảo chứng cho một ngày này để rồi tạo một điều kiện cho tất cả quý vị hiểu biết thêm một lời nói cuối cùng này. Nói rằng đất lỡ trời nông khai mặt đạo, đức Phật giáng sinh lập hội long hoa, hoa 7000 năm sắp nở chờ đợi, một phút giây nữa sẽ đến rồi. Đến khắp rồi vẫn có biết không, rạ non bánh núi lỡ rồi trông. Biển điêu còn cả người nào yêu, chắc lẽ dân trần sẽ quần không. Lỡ tới rồi đây chạy trong đâu, lỡ tươi lỡ nhớ lỡ ta sầu. Lỡ đây sắp tới nào ai biết, lỡ về khắp cả người năm châu. Buồn hỡi buồn ơi quá là buồn, Phật trời ra lệnh mắt lệ tuôn. Thân người sơn giả ta lầm lùi, để kiếm tầm ai kiếm cõi nguồn. Nhắc đạo đêm nay cố ẩn thân, bữa nay họp lại thánh cùng thần. Cùng là các vị trên năm núi bài kiếp giang trần. Lời ngài đi qua chinh phục lòng ta đi bơ đời. Đường ánh sống lạ lấy chiều
rồi ta thấy hồn lỡ mừng, chúng sanh dầm đất giới thiếu trời. Hôm nay các cậu thấy ngài đã cận kề quá rồi, không còn trốn tránh chỗ nào nữa hết. Tất cả quý vị ráng chuẩn bị, phải ráng tập luyện tu hành, phải xóa tan đi tất cả những sự mộng mơ của mình mà huyễn hoặc hư ảo, bỏ hết tất cả, kiểm diệt đi. Nói trong và ngoài, tất cả mọi người nào hiểu hiểu biết được, dù có mệnh lệnh sứ mệnh của ai đi được, cũng phải căng thẳng mộ mực với tất cả trong một ngày của đại đồng chánh nghĩa. Xuất khai, Di Lặc Vương Phật đã tái thế lâm phạm, không phải bây giờ mà ngày đã có xuống tá bút thư từ đời đời kiếp kiếp tới bây giờ rồi. Ngày nay ngày xuống là xong đó. Ngày mà xuống rồi thì đông hồ phải lượng, núi phải rạ, trời long biển cạn, rừng trái thiếu quỷ hết tất cả những đám thú trồ ma tà cáo bận. Nếu để nó nằm xóa Phật xuống đi lập đời dơ bận quá, cho nên vì lẽ đó cho đến cậu hôm nay mới kêu xéo tất cả các bậc. Nếu có trách nhiệm với trời đất phải đáng chiến công, phải cố lập đức, phải đem tất cả những nghị lực này và thân hồn ta sẽ cúng dường cho mười phương chư Phật, có nghĩa là ta sẽ chôn ta đi mình sống nữa, vì cuộc sống của phàm nhân này ta không cần sống nữa đâu. Đem chôn ta đi, lấp ta đi, hủy mất ta đi, đặng ta còn tồn tại đi những mùa sinh an lạc của đức Phật. Cho nên đức cầu sốt ráo để luân linh chuyển thiện, để sự điều hành quý vị làm một việc trong bữa xuân kỳ, mà lấy đó hùng vĩ chính bàn tay của thiên nhiên trời đất đã tạo dựng quá khứ quá công dày, mà ngày hôm nay đúng giờ rồi sẽ bị biến mất đi tất cả, khi là phải rạ phải băng. Vì lẽ đó cho nên nơi đó là chốn quê xưa, cảnh cụ của các ngài đã ghi nhớ ghi nhận, đã là một lịch sử thì ta vẫn còn lưu lý. Còn nơi đây, nơi chỗ ta đã trưng bày khuyến đạo luận, nơi đây là chỗ bí quyết thi thơ, nơi mà các ngài đã triệu tập tất cả các bậc vị về đây để rồi đức ẩn, để khai cơ đạo, để điều những phương tiện cho tất cả quý vị làm việc cho trong cơ quan cứu thế. Quý vị có biết hiện giờ quý vị làm một gì cho ta? Phải yêu ta, ta thương ta, ta phải dòm ngó ta phải lắng dịu ta, và ta phải cương quyết với ta để chiến thắng trong một trận hải quân này, còn sống để coi đời thấy tất cả các bậc quý vị được sống hay không. Đó là yêu cầu phải được, còn bằng không thì không ai cứu gì được. Cậu có thương tất cả nhân sinh bá tánh thì còn các ngày các đấng tối cao kia thì làm sao nên không thể được. Cho nên trong một đêm nay tâm sự rằng chuyển đổi hết trình, ngày hôm nay cho quý vị đi thấy bài thay tất cả rồi, nhưng mà quý vị phải đổi tất cả bản thể này cho mau lẹ, còn phải chậm sạch cũng không được toàn tính mạng. Nói chung nói cắt nói thật nói ra một không ai phải các ngày đã điều mình mười phần rồi, mình phải cố gắng làm sao chuyển quản mình đến 15, 20, 50 để mới được. Vì cậu ngồi thế hùng vĩ xưa, tất cả các trò để dẫm bước lặn nổi rừng sâu để rời hầu kiểm nguyệt. Bài bụng đó chính tay ta viết, điều người để ta biết chứ ơi, ngồi ở đây chứ biết địa nguyệt nào khai sống hay chứ, bông môn bài ai cấp đó. Cậu ngồi đấy nhưng mắt tinh cậu ngon, ta tham thuyền ta không bỏ người đâu. Có khổ đau có nắng táp dễ dầu, mưa ngâu lạnh hay gió đỉnh đầu bão cát, cậu không sợ vì chúng sanh sắp hưởng mùa khí ngạt, tên sắp bay đạn vượt siêu tầm, thái bình dưỡng máu dẫn trang dầm, đây sắp tới đánh nhầm đánh lần, đánh cho chết chứ đâu có khai minh tinh tâm, đánh việc hết giống nồi để trấn để dành, cũng gì ấy vì tiền vì của vì lợi vì dẫn, đem ra đấu sân trình kỳ chó, ta đã biết các hung nô tạm mốt thì nhu kỳ này phải lọt vào. Mèo kêu ba tiếng gió xuân, chờ đi đồng đạo bước sang hè rồi. Giờ chi đó thì ráng ngồi chờ đợi, rãi làm chi giống ác tả tơi. Bớ thiên sinh cải lịch
đến Phật trời, nay gương ấy chạm đời không tha màng. Thế của Phật, của trời làm biển kia còn cạn, nó còn bắn pho tảng đá phải tan. Thì đừng có hỏi dân ăn, đừng kêu, đừng réo, đừng càng làm chi chứ hút rồi tụng niệm nữa chi. Ngồi đâu tu đó rồi lâm ly châu mày. Tạo ân đức tu kiếp kiếp, có thể hiện nay động đến Phật ngài mới tha lực dùm cho. Còn không rất điển vừa, chắc rằng chẳng được qua đò canh tiên. Nói ra đây đã quý chí sáng gần dựng lại tâm biên. Nói hoài nói mãi lời bên kia chưa ngừng. Ngồi tâm sự với quý vị chứ cậu biết gần đạo chân hơn thì là phải bể núi rừng đổi thay, đổi đêm đổi tháng đổi ngày, đổi mãi đổi hoài mới được bình an. Tới đây sẽ đổi sớm đổi nàng, đổi dân Phật quốc nhẹ nhàng làm sao. Đổi khổ rồi lại đổi đau, đổi xuống ba đào còn mùa lung lay. Tình đi tất cả trên một giấc nồng say. Nếu quý vị có mặt kề vai cậu thầy thì giờ phải ráng phút giây, phải đi xin đại đạo giờ này bình yên. Dù xác giả nơi biển cũng được, theo đức ngày đức ngược rắn đôi. Điều trò đấu phải cấp cấp vậy, thời y lực lệnh để chầu trời nguyên chúa. Thân phận đạo đừng nên em muốn con rửa cho rồi để phỏ chúa uy nghiêm. Ngày nay mỗi sự được yên thì ta sắp hại nổi liền bảo sân. Bao sự khổ giận hờn buổi trước, người đã dai mượn được bao nhiêu trả đi thôi không sớm thì chiều. Lời thầy tổ yêu yêu nước mắt, nhịp cầu đó chính tay ta bắt bớ trò lành thắt ngặt lắm nguy. Giờ này đừng dối ra đi, ngồi đâu tu đó cứ sắp nguy cận kề. Ta chưa biết máu chảy tràn trề đầy nhĩ, ta cho hay nhìn thấy ngọn cờ sắp đổi thay một chút một giờ. Phải chắc chắn đừng có ngờ đâu. Mèo lên đi ra binh vương giáo, máu chảy như sông buồn rồi quía đảo tường chân. Đây rồi gặp sự khó khăn, thượng quan sắp sổ sang bằng sông sông. Đừng cướp ngôi đại rồng Phật Pháp, đừng cướp của trời rồi đi hết toàn cầu. Cả tiên tiêu ba trăm năm châu, đừng lập lưng đừng kèo cao thế nặng. Nếu biết được thì bữa nay ta nhắn, nếu lọt vào ai thì cố gắng tầm về. Nẻo ta bà này hưởng thụ đam mê, về cửa Phật Bồ Đề tâm toại đường. Cậu xuống đây làm một người binh trưởng lái con đò, rẽo gần sông mê. Gần ngày vui bố ta về, đừng giờ ta phải trầm mê ta về. Đồng đạo thấy bên kia sùng rợn vậy mà vẫn chưa tận như sao. Khủng khiếp thay máu nổ còn trào, ba tiếng sống sống nào nổ trước. Nội thanh tịnh ta dùng mực thước đó thấy rồi, khó sống ra được bơ dân. Tay người còn mãi đi thân, tại người còn mãi mê trần khó lui. Lui sẽ được vì đã nếm mùi thế cực, lui làm sao vì đang bể vực hang sâu. Tỉnh được đâu vì năm bãi nhà lầu, về đâu được vì cánh thâu còn bị nhiều. Xác đã rã hay trôi không có ai kiếm, hồn đã tới chết liễm quỳnh tiền.
cửa nhà kia sẽ ngửa sẽ nghiêng, hồn đó là khắp miền tiêu mất. Đức cậu thấy tiền căn nên cất phước ân kia hơn cất nhà lâu. Về bọn đi, không có kịp ở đâu, có gieo trước thì giờ người hầu chờ hơn. Đừng có sợ ta đây đi dương, nếu con Phật trời rồi thì được bình an. Còn ba tiếng sống kinh hoàng thấy rồi đứng mẹo chưa bình an mới trò. Khổ đến lắm mà đâu có ai lo ai biết, đau tâm lòng thấy nước kiệt nhà tan. Sắp đây chưa được khai hoàng thương cho các nước lân bang kéo dài. Nó sẽ chạy vô đây để lại các ngài, để vì sinh các đấng, để tha rày mở núi. Thế rồi thế giới bùi ngùi chịu trong bãi nhật tối thui kìa kìa chết. Có phá mà lại không chìa, có thân mà không được sống, phải vì một môn nơi mày thay đổi càng khôn. Làm sao người hiểu được mà bôn chốn làm gì. Hôm nay mừng sĩ cũng như đức cậu ngồi đây để tâm sự với tất cả quý vị, để tham buồn kính nhắn và trong trong thôi. Đầu quý vị đã biết được rồi, còn ai biết nữa. Tôi đâu có biết, phải biết được thì bây giờ đâu có khổ như ngày hôm nay. Ngay như bây giờ cậu sẽ xin cho tất cả các vị biết rằng, một phút giây nữa ráng cố gắng. Người đang không bạo trước bắt tha là sắp làm mồi cho thú đó. Ta thấy cười quá, thương họ quá. Người xảo nghiệp tham lam ích kỷ tỉ hiềm thủ đoạn đóng với trò quỷ quái yêu tinh ma là gần chìm sâu dưới đáy biển đó. Kẻ bạo ngược hung tàn ỷ với quyền bạo lực giết đám dân nghèo tôi tả tả tơi, làm một chuyện bị ổi không tăng cướp tất cả những cứu đồ thuế của Phật pháp trong bên trong người ta và chính quyền bộ máy cơ quan thật của mọi người ta đã chiếm hết. Vì đã đói cho nên sẽ bị tiêu diệt, kẻ ấy sẽ bị đâm trừng trị sắp nay mai. Thì cái gì nghĩ như thế này? Trời đã săn bằng hết tất cả, chờ đợi rồi xem thấy. Chờ đi quý vị, không xa lắm đâu, mùa hè năm mẹo sẽ bó tay. Chỉ trích tặng ban hỏi một bài, lưu lót sau này rồi xem thử. Đất đai thay mặt cử lại anh, ta nói hôm nay quá sổ sàng, vì đời bình địa hỏi nào anh. Thay đổi đất trời đã nghiêng, lòng ta nghe được quá kinh hoàng. Biết gì nói nữa phải la lên, là cho chúng biết tiếng gian trần. Khai lộ trời ta giả biệt, không màng danh tính lại tội tâm. Trạm của ta đây đến phúc hồi, quý thần quý thánh hồi trên núi, về đây chứng kiến thân bần xế hạ xuống phàm nhân. Cầu các đứng hội nuôi cao, sắc sổ dịp tuôn dân với đồng bào. Tẩy trần sạch sẽ đừng để được, nếu ai đại trí đức bình hao. Kiểm việc mình đi để hồi, hạnh diện là tăng trọn diện đường. Hiếu chúng ta có còn hay thầu, thì xin giúp chúng dựng tấm gương. Hôm nay cũng xóm thấy được trong một cuộc đời này, năm mẹo này khổ lắm. Tất cả quý vị cùng tiếp tay với cậu để âu lo một phút nữa thôi, chứ nếu mà cậu đã bỏ về rồi thì nó đầy đã chắn. Vì cậu sáng kỳ trước này mà quý vị có biết được thêm, nếu hiểu được rồi thì cậu rất vui mừng trong một đêm nay, trong một giờ này đã kết thúc. Còn lúc bây giờ ta ngồi đây luyện bạc gì nữa, khuyên tu hay sao không? Tỉnh giấc tu
mai sau cũng không hết sự, chỉ còn lửng cơ mà thôi. Nói qua đôi đời để rồi cho quý vị trong một phút này thấm giấy thối chờ đi nước tương. Chứ còn cái gì nữa đâu. Cuối năm mèo cụ cụ càng khôn dị đừng thăm minh thời tiết hoa tàn. Có nghĩa là hoa hay nhìn năm này đã tàn rồi. Chúng ta có qua được để nhìn thấy hoa mới 7000 năm không? Một ngày bây giờ là một phút trong ngày thượng nguyên sắp đến. Một tháng bây giờ chỉ có một giờ ngày thượng nguyên thôi. Một năm bây giờ chỉ có một ngày của thượng nguyên thôi. Thì chúng ta sống an lạc cỡ nào mà không chịu quay về để tu tâm dưỡng tâm, để giữ hai chữ lương hiền, để học bài đối dân sự thế, phải trọn thủy trọn chúng, phải trọn nghĩa viện tình. Vì lẽ đó cho nên hôm nay ta là một người cũng lãnh phần các ngày để xuống đây. Khi là đức cậu là một vị đã tái trần xuống đây để dạy người dân trở lại, đem tất cả để về an lạc quốc đó. Chứ có biết được hay không? Không biết. Chứ bây giờ phải làm sao? Phải bó tay mà chịu thôi. Mèo yêu ba tiếng sẽ dâng về, thống khổ điêu linh hỏi ai hay. Tả mô mô tả ui nhiều lắm buồn đau, cậu phải chạy lễ dài. Cô đâu có được bớ nhân sinh, thấy rồi thiên tướng lại thiên binh. Trời say xuống thế ơi đầy ngập ca giáng, làm sao dưỡng tâm đã trao thân. Mong trong đạo sĩ sớm chuyên cần lựng cơ, ta biết gần rồi đó. Người hãy siêu tầm chớ lượng phân, điểm như ta bút lại nên thơ. Gửi ai hỏi đạo lãnh bây giờ, gửi cho hiền sĩ ơi hủ chí. Người được nhiều đời mới năm, đời ơi đời ơi có biết chăng, ta đã xuống đây lý thường hằng, bao kiếp trong đời nay mới gặp vượt qua mấy vạn hỏi sông, tâm sự rộng mấy sức lượng thôi. Chúa về Phật thánh sẽ quy ngôi, thì là đó khổ ôi biết mấy. Ta nhìn kỹ lưỡng quá cần sự, làm sao cho kịp bơ tâm gian. Cố gắng ngồi tu mất bóng đàn, ẩn sĩ một mình nơi viên danh. Chờ giờ xem hội hội năm, ngay bây giờ trong đêm nay ta muốn tâm sự với tất cả các quý vị. Chẳng lẽ nói một câu sao? Nếu đừng lần ra nhiều thì cũng không biết lợi gì, đã hết rồi. Nhưng ta muốn sống không phải đơn thuần đơn giản mà thấy được Phật đâu. Phải dọn mình, phải đánh tan tất cả những màn khối lam như minh của mình, phải chiến thắng, phải chinh phục ở lòng mình, phải khó khổ biết bao nhiêu mới rạng ánh được, mới còn tồn tại ngày sau sanh bằng ta là một người dân Phật quốc. Tổ quốc của chúng ta sau đây là bậc thần tiên không, không còn có một cái thức trạng thái khác hẳn tà mã đâu. Vì đổi xưa tiếp ánh trời đến rồi, không có một giây một phút nữa thì giờ đồng hồ ấy sẽ bóng qua bên thiếu niên kỷ mới của thời đại hội lưng mái rồi, của bất nghề di lệ rồi, mà không ai biết hết. Chỉ có một phút một phút thôi mà chúng sanh sẽ bị lộn quần tê tái, thì cả tiếng kêu ca kêu mãi chưa hồi nghe lời ta điếu ba. Ôi tôi chưa quay về chưa bay đâu kẻ sợ người thầy, bây giờ nghe đạo chưa đến mà về trở thành thôi, làm sao tránh khỏi chung cơ trời. Tại bay qua gửi lập đời thương nay thấy rồi trong nắng hàng cây, ta đây mà chuyện kiếp chuyển lại nhiều đời.
rồi chưa ta đến ta mời cả yêu quý vì vậy thời ngắm trăng tỉnh đi một giấc chứ năm sau tỉnh đi một giấc trong hầu mê man chứ bây giờ ta lại rên than trách phận gian nan cẩn kề dẫn từ bốn đảo ta về hay là quý vị sợ ở tề xa xa ta về hồi phục chứ vậy mà sớm thế mà đánh tưởng quê nhà ngày xưa tới đây nước mắt như mưa vậy mà vẫn chẳng có ở chờ nghe dân nói ra mất hết chữ hiền thần lửa hoài mà lửa mãi đi tôn trần lập sao buồn ai mất lễ ta đâu còn phiền ba tánh trời còn đau đớn lòng ta đây muốn thả chữ bền bồng đòi lui chiến chốt trong lòng chưa buồn yêu lui về không réo chứ không kêu thế rồi quý vị đó chiều phải qua bảy ngàn năm nữa hơi xa đừng chờ ông mơ là ông vậy mà chưa làm chi kỳ này ngàn dặm chứ ra đi ta về ta nghĩ gì thì chưa hơi lâu bao năm ta chịu chứ khổ sầu dây dây ngán bể dù không đường cho phim thôi ba tính càng cường lập đời mà trở lại chưa đoạn trường xiết cơ chỉ ngồi buồn nói chuyện dân nhi nói cho người biết vậy thì nghe hôn tráng tu đừng có quên chôn tu đâu có việc cho thuyền mong đóng rồi tỉnh đi nghe cậu người ơi nghe đi mà lời chốt rồi coi hội này hỏi tiên hỏi phật hỏi thầy thấy rồi ơi hỏi chưa đầy mà một trăm bây giờ khổ sở khó khăn tội gì mà ta nói cọc cần như nay tội gì mà phải nói dai nói hoài nói mãi nói ngày nói đêm nói cho ba tánh được im bớt đi tánh chất thù hiềm chưa định thu nói cho họ biết được tu biết đường trở lại nào vô phật trời nói cho họ biết ở đời có nhân mà có nghĩa mới vậy thôi để nhau nói cho mà người biết chứ ta đâu nói hoài mà nói mãi chứ ngày nào không nói cho tâm xấu phải đừng đặng tu mà được ta hưởng chứng hưng đạo ngày nói cho ba tánh chưa ráng mày đợi tàn quá cận mà đêm ngày có rõ chưa nói cho ba tánh ghét ưa mỗi tật mỗi chừa mở sống được cơ lâu lấy trời trong giúp tâm thâu lại ông bồ tát chứng gì câu chứ lòng thành gần ngày phật đã tái sanh gần ngày ba tánh chị anh không lường rồi để trao đảo phố phường lập đời trở lại thánh dương hổ tùy rồi đây khổ sở ai tin phải nghe cậu vậy thì rồi coi ở đây tiêu diệt vẫn đòi thầy người không có ký sôi trong lòng tại sao ăn ở ngược dòng tại người bôi bác bá tòng chưa nào chứ dặn dài nhiều nỗi gió sương ta buồn ta muốn thẳng cương mà về xuống đây bị chúng cười chê bị người bôi bác nhúng kề biết cơ bao chứ buồn đời trí tay chùi nào lấy cầu trời phật mà tới mau ta hồi lại xin cất đấng ngài ơi diệt trần mà lập ta lại đại ngôi người hiền chứ lại cầu hậu thổ quan thiên đôi đời mà bận sĩ cầu sinh đêm
trường lại cùng thi thố quốc ngã dương vì sinh chăm lại chưa đại đường thâu siêu tha cho ba tấm tiếp chiều tay vì người quá biến điều xa quá chứ bây giờ phải chịu đã sáng phải nghe ta trước vậy mà bình an ngày nay đông hưởng chứ máu tràn sập đây rồi xuống rồi đàn ta tới chết thôi ngập đất ngập trời đắng mà bà Phật xuống lập đời thăng hoa lập đời không thấy người ta chết thôi ngày lắm bảy ba ê chề lập đời mà vua chúa trở về dân đâu mà còn nửa tư về miếu dương lấy cầu năm núi bảy non lại xin ba tánh bà con làm hiền nhân rồi lắm được chiếc thuyền ta đưa cho được du miền tây phương lại cầu đừng có gió xưa đừng dài đường gian chứ đừng cường mà đừng in tới đây nổi trận nuôi đừng bỏ tay mà chịu tội mới do mình được tạo ra buồn ngày nói chuyện năm nghe nói cùng vị chỉ vậy mà tường trắng nói lý nói lại thơ dân nói cọc nói cằn nói quá ngất ngây nói cho người sửa người xây người biết Phật thầy ông bố là ai nói đêm nói tháng nói hơi ngày nói giả cung đài nói núi phải lắm nói ra rồi chưa được trọng tâm thì thôi lấy đất nâng quần mà ra tay nói thôi Phật pháp mở màn có ông Di Lặc thiết ở đàn chú ý tiếng nói dữ rồi lại nói liền nói khắp trần miền rồi cầu kêu nhau kêu xin ba tánh đồng bào ráng lo hiệp lại dội cho chứ trí mình đằng sau tiếng sấm đồ hình ta còn tồn tại cho ta nhìn Phật dương bao năm chi đánh cơ như ta xuống ta mở giảng đường dừng cho vậy mà cô bắt không lo ngày nay nay đói mày ngơ kia kìa chắc rằng thân xác phải lìa hồn chìm mà đáy biển chứ biết cơ về được không dẫn nơi đừng đợi đừng mong ta thấy mà sắp nổ chứ tình không giữa đời dân ơi khó hỏi coi đời dân đừng mà chờ đợi ráng mời thần tiên ráng tu ta ráng làm yên đừng có tạo lập mà chỉ yên như vậy hay là cầu cảnh chứ tổ thầy đắng mà lo lót chứ giờ này chứ tổn lắm dân đừng có hỏi trưng bày dùng chiến sắc tiếng bên ngoài giả trân Phật tiên đâu hưởng của trần mà bài như vậy cúng dân dùng đề dân nhiều cúng kiến còn mê ta biểu sống mà lắm chưa chiều kề đổi trao ta biểu ráng mở tu mau tu tâm tu trí ngạt ngào mà sanh trưng không vui không thích không mừng nghe ta mà giảng giải tính bình đạo trời ngày xưa ta xuống cứu đời ta khuyên không biết nghe lời ta đâu bây giờ tỉnh dậy thánh thâu thì ông đã biến còn đau đớn người nghe ta giảng rồi mặt tức cười chê điên chê rít ác ưu khốn cùng tại dân đâu quá lạnh lùng ngày nay phải hưởng mà muôn trùng tội thay bây giờ đất sắp ra hay đâu còn gì nữa thẳng trai đến đời thôi ta sắp đã chứ tắt giờ nói cho mọi người biết vậy thời cơ trong nói rồi trở lại non bồng đỉnh sơn mà ta nghĩ chứ đừng tòng tha lưu nói cho cô bác tình thù sáng đi mà giúp nữa ngồi tu đậm chờ chờ gặp Di Lặc phất cờ chờ ngày tay thế chờ giờ ta thắng chờ xem đẩy hội long quan có ông Di Lặc chứ có bà Quan Âm chờ thì đừng có thù thâm chờ thì phải ráng tu tâm sao thành chờ thì đừng có lỡ danh nghe đi ông lão bạch trần biết chưa về nhà
xuống chiều dưa, đại căn đại pháp đại thừa thượng trí, giờ này mất kể lâm ly, ta đâu cũng được mà quý trần đời. Chiếu rồi khổ khắc người ơi, ta đây nước mắt trâu rơi, dặn về tay kêu ba tánh không thề, không nghe mà ta nói còn nghe của trần. Nơi nay bái dịch tối tân, đừng rõ đừng gần ta thấy bất khinh. Nghe đi rồi dám cẩn thận, nghe ta kỳ chót rồi nhìn rồi xem. Một lần nữa cậu chưa biết phim trong một ngày này không ổn đó. Vì thiên cơ đã dĩ định rồi, tạp giận mà nói hết bí trong đêm nay là bí đường sẽ dám cố gắng. Bây giờ phải dám cố gắng hàng nhất một, từng tự từng đêm, từng giờ từng phút không thể phai lật một giờ nào hết. Phải ráng chu đáo. Đức ngài có nói lợi thế ôi tu rồi lợi thế đường tu tư vẹn đường tu. Vì lẽ đó cho nên tất cả các phần tử tu hành phải hy sinh. Bây giờ đức ngài không nói tất cả các vị có các phần và tâm linh của quý vị đang diễn kiến trong phút liên đài sắp tới hội đêm qua, nói sắp thể tất cả các vị dù bồ tát ma áo có mặt ở đây cũng phải dừng trao tu điện mới trở về được. Rồi rửa cáo bệnh sạch tình này chúng ta mới được nuôi gốc trở về, còn bằng ngược lại không khổ lắm. Sớm cố gắng đi. Một niềm tin cuối cùng thông báo cho tất cả các anh em đạo sĩ cùng các cấp các vị có mặt ở nơi đây trong đêm nay triệu tập tất cả các vị thánh thần cùng các nhà, các vị tiền bối tiền hiền buổi trước chứ không phải tầm thường nữa. Biết cậu sẽ bày ngay đối phó tất cả các đông thần hộ pháp chư thiên và chư vị chư thiên hộ pháp và có thiên minh thiên tướng và tất cả các ngài đứng đây để rồi ứng biến chờ lệnh của các ngài để rồi xử phân dân chứng đó, chứ không phải tầm thường. Đừng trắc trắc bình để nghe ta diệt tiêu hay cảnh cố chánh tiêu tà. Nói rồi bình luận không xa đó, coi chừng vậy chứ chẳng có qua. Thôi bây giờ cậu xin bình luận thêm một chút xíu nữa rồi cậu sẽ tạ từ tất cả quý vị trong cuộc đêm nay. Đêm nay ta hỏi tiếng gọi ở đâu, ở tại đỉnh đầu thất sơn sơn bổ, bao gồm quy tụ trăm chốn cơ màu, xuống địa nguyệt sâu thấy gì để nay, chỉ có ta thấy ta lại lỡ liền kết thúc không hiền trời biên đằng sơn. Tới ngày phải giữ kho báu của trời ở trong tâm thời lưu ly bạch ngọc, thân này cực nhọc trí sáng như như tâm chẳng hát ư lòng là hoài báo lời này nói đạo nói giao nói thờ nói cho đợi chờ trần như bị quỷ chỗ nào ta chỉ thế kỷ không nhầm đi đứng không lầm có thần dắt dẫn chẳng giờ tinh tấn cố vấn lòng mình xuân nguyệt đặng nhìn nguyệt tinh nguyệt luyện nguyệt cái xuất hiện quý báu của tài chừng đã làm hai rồi trò sẽ thấy rừng xưa cầm bể khổ khắc gian bì lãnh định quyền di lãnh thị đức cậu tìm đi nói dấu nguyện thấu mấy từng gần hỡi chân hưng gian mừng nghe đạo thức sơn cả vào năm người ta bằng thầy đã ngồi hằng cho đi từ bước nếu gì hiểu được ta phải đứng câm chớ quỷ nó tầm chớ mà nó kêu thấy rồi gắn khéo không méo không tròn thì đã mơ còn ngày sau ban thưởng Phật kia dùng dưỡng hoa phép tiêu tàn trong điện trong hang ngày sau là ngọc những gì sân sốc nhìn thấy rõ ràng sao hóa thành vàng lập làng Phật pháp điện cơ ta gặp ta sốc cất tiền đừng bài đừng trì đừng chi ai biết sắp bằng tư diệt sắp tiệt sắp tàn xuống điện nguyệt hơn là điều quy bao đừng nên thâu cao cửa miệng hàng gì được lệnh phải đi được đi đừng bỏ
để sao thấy rõ biên đổi hình tàng, biên địa nguyệt hoàn thành ngàn Phật quốc. Những đồ bảo vật dấu cất bên trong, sao lượng tù rồng đã kia qua ngọc, công trò cực nhọc sao ấy thưởng bằng. Xuống điện nguyệt hoan bảo tàng vật quý, bây giờ thấy kỹ đâu có gì đâu. Sao núi quá lậu bảo châu trên ngọc, giờ đừng ghẹo chọc phải để cho yên. Xuống trước về liền núi thiên linh lắm, về nhà gọi tâm tiên sâm đổ đàn. Cái đám ma tà đến đây dình dập thấy vui ngồng ngực thế cục đôi thuyền. Ta đã ngợi khen các mươi lần người, họ được nhàn trỗi thân nọ ráng tu. Đất Phật nào dư đất tiên ta ở, bài này nhắc nhở bản sở vũ sân. Đức cậu không sờn từ bi quần pháp, giờ kia ta gặp kết nạp điên đài, cất giữ không lay đừng ai xem thấy. Tinh ma nó quấy ô quế nó dòm, nọc nọ ta ôm ta dòm ta dung, phải lo tinh tấn mớ hưởng sau ngày. Bảy núi chất đầy ngọc ngà châu bao, cậu về cậu cao như thượng bồn. Hãy gấp trần gian giả mang giả nguy, nếu lễ trong buổi đời cuối tiêu điều, thấy lũ quỷ yêu chinh chiều cao cả, thì thôi phải trả cây giá đau thường. Trên hải giảng đường trò thương đức cậu, thì giờ ấn dấu nguyện thấu mấy tầng, đừng có vui mừng phập phần trong gia. Đời này ôi hả tan ra còn chi, năm nay lâm đi châu mày rơi rớt, mèo kêu hao hết chết hết. Chúng sanh đừng giật đừng giận đừng tranh đừng cãi, đừng ba đừng bảy đừng sảy đừng sàn, chết hết cả làng dịch on bất chứng. Thấy rồi bị giữ ngồi mấy thiên cờ, đừng nói mà chơi ai thờ thi kệ, còn không bảo vệ chết sớm không mừng. Chết hết cả làng chết ngang chết ngửa, chết thôi đứng giữa, ai chữa được mình. Đừng có cầu xin đừng thình đừng bầm, chân kia đã dặn mồ tổ mã cha, phản chúa kia đà phản cha gấp bụi. Động nơi chiều nội thượng phủ ra tay, cầu cho muôn bài người ôi xem kỹ, ráng đi quan hệ tha thứ cho bằng. Ta nói dần lân nói hoài không nghĩ, nói trong thế kỷ phải chịu điên cuồng. Hay tuồng điên cuồng hết trâu, giờ này ta bảo bá tánh phải nghiêng. Sinh đến tới hè ra te mở, giờ này gặp gỡ nói chút nghỉ ngơi. Nói trong cơ trời nói giờ cơ đạo, nói cho người thảo lại với người hiền. Nói Phật nói tiên nói niềm như nước, không mua một bước không khước không từ. Nói đức huệ dư nói tư nói trẻ, nói cho mắt mẹ nói dẻ nói kêu, nói mây nói chiều nói tiêu hết trong. Ta về ta câu với Phật từ bi, một phút không lưu vậy thì tha thứ. Ma không tứ đức hạnh không trồng, bất giống bất dòng nông đông đẫn đẫn. Nghèo kia lập trận ôi hỡi đến nhào, máu nọ ba đầu tây thiên dục bên. Thế thôi tan giả nó đã sinh xây, trên pháp tranh tài đem ra dự thi, thì là ôi hỡi đau khổ khắp trời. Ta nói người ơi chờ trong coi thử, tới ngày thi cử phải đến sinh trình. Lấy trí mà nhìn lấy tinh mà sống, đừng nên mơ mộng linh chống làm chi. Đời đã sắp nguyên, thời kỳ sắp cột thì kia không dục. Nhà cửa nhớt lòng, đừng có ngó dòng lo ôn vật chất. Rồi ta cũng mất bài phân mùi hôi. Cậu nói thấy rồi, đừng lôi đừng cuốn.
đừng còn ham muốn. Nhà nó cửa tiên phải dám làm điên, phá chìa hiệp lại thì không nguy hại. Bơ bơ đạo đồng phước thiện ta trồng, trong trong ta có dần buông của bó như gió phải trôi. Sự đến đi rồi ôi thôi vô hạn, đừng nghe kết bạn giới vực muôn hiền. Cậu chẳng phải tiên cùng là phải Phật, cậu là siêu bậc ở chốn trần miền, ở chốn mối tiên cậu lầm xuống thế. Bây giờ giữ kế để đánh ma tà tư gấp không xa tới nhà tới cửa để cậu nghiêng ngửa. Năm mẹo bày khai cuối mẹo rồi hai đứa trò cô dân đang đi tình tân. Sẽ hiểu chớ gì tháng chính ly bì mù kia mở máu kia nhắc nhở trôi nổi người sông. Thế giới long đông chị ông đâu biết, ngày đại lưu kiếp có rõ hay chưa. Còn nói thế xưa còn bừa còn bãi, còn xa còn thải còn cãi đồ thầy không thức canh chạy để ta hiểu biết bằng từ tiếng Việt. Phải chịu sái sàng đổi lớp đổi màn, ôi thôi dân dậy là con số bảy. Có lẽ rằng cậu kêu từ nay bao nhiêu chục năm cũng dạng lời con số bảy, có nghĩa là mù phần chất bảy còn ba, không còn sống nhiều nữa đâu. Cho nên hôm nay gần phủi tay rồi, tất cả đều phải dẹp dọn hành trang đi, còn có mấy phút giây nữa chúng ta sẽ trở về an lạc đó. Mà không biết tiêu chuẩn mình có được sống hay không nữa. Nên bây giờ cậu mới làm bậc nào cho nó mau lẹ, tôi cũng không kịp cho năm số, phải hồi phục liền, phải sống liền, phải thúc đẩy mình liền, phải chinh phục liền, phải chiến đấu bản lĩnh với tâm mình liền. Thử đại từ đại chi được nghĩ nhỏ hẹp gò bó đêm với sự hư ảo hoài vọng tưởng phân tán linh hồn. Phải trang trang, phải biết bàn tại đây, phải an lặng, không thể run sợ hèn nhắc trong mọi sự việc này. Đó là ta sẽ được đắc quả tại thế. Cuộc kỳ dự tính này sẽ đắc quả cao siêu mà tất cả quý vị có biết hay không. Phải chấp chiêu nuông chiều, phải cố gắng mới được chứ, bằng không đâu có được. Không phải đột Phật thánh thần tiên mà dễ đâu, mà nói như ăn cơm xong, ăn cơm mà còn phải khứa rồi. Huống chi như bây giờ ta đang gặp các ngài để xuất hiện xuống trần gian, quý vị có thấy không? Sắp nghiêm đoạn rồi lập đời trở lại rồi thì cảnh an lạc quốc nó ấy nhờ chính cái gì chứ. Nếu làm được như con của Phật thì đừng sợ nơi nào hết. Phải còn mày phải sống để rồi nuôi đời thượng cổ thì ta phải còn, không có mất đâu. Quý vị đây coi tưởng đấy công bằng sang bằng để xử tất cả đám tà yêu quấy cho quý vị coi. Đừng về sân, đừng nhắc công an việc làm, công sự của mình, trong những bản tính thiên nhiên của mình hàng ngày. Mình phải trở về để làm chủ trong cơ quan bản thể của chúng ta đi. Ta là chủ thể trong xã hội càng khôn của bản thân ta đi. Đừng để chúng sanh đó nó tranh cãi quá rồi, nó sanh nảy quá nhiều rồi, nó loạn quá nhiều rồi, nó điên cuồng trong này quá nhiều rồi. Ví dụ có thấy nó điên chưa? Vì vậy đó cha ta phải chinh phục liền với nó, chứ không tu kịp đâu. Phải can thiệp ngay, ta phải làm sao thắng chúng sanh bên trong của mình mới được, chứ không phải nói tầm thường đâu. Vì lẽ đó cho nên hôm nay Đức Cậu mới kêu sớm tất cả quý vị và tâm sự không nghe để trang hòa quyết quản thôi, chứ không phải là khuyên lên đâu, mà phải cho biết rằng đã kết thúc rồi. Ai thay ta, ai thay ta để rời nắng trong sương hà xả tắt, ai thay ta để nhắc nhở đời, ai thay ta để gầy dựng núi trời, ai thay cầu để chèo bơi thuyền non, ai thay ta hay giao vừa bỏ bò, ai thay Đức Cậu Đức Ngài để sáng tỏ quyền cơ, ai thay ta đã lên cao.
tay thầy để tinh tệ xuống chiều, thấy sự đời cậu quá buồn thiên, ai thấy được để muốn chiều dài dường. Ta xuống đây đâu có phải muốn dùng thanh nâu, nhưng dạy mãi dạy hoài cực khổ không yên. Rồi đây trong tinh mùa hè chịu nhiều sự khổ thay, cứ thầu lớp đói khát, lớp âu bệnh tật, lớp giàu sang sẽ mất của tiền, lớp trí minh trở lại thành viên, cướp ngôi Phật vượt chánh quyền trời đó, thì phải chịu xác thân dỡ bỏ đâu có còn sáng tỏ như ngay. Thuyền môn đóng cửa trong ngày để ngọc hoài tới ta còn xâm, ví dậu với cậu ấm thầm mắt lệ, ta muốn bỏ trở về nơi chính bể rừng thu, dặn hoài chúng mãi không tu làm sao nữa buồn thương nhớ về. Nếu thương cầu vừa bồ đề tâm trí, bỏ vàng muôn ức kỳ cho xong, thương cầu thầy phải phủ lấy thuyền rồng, đưa ba tánh thoát trong lãnh đục. Niệm thương ta giờ này thương cốt nhục, ráng gìn giữ giấm nồi để cất tốt năm qua, tính rồi ngày ấy không xa, hiền phân cạn hé rồi phụ ta bơ chèo. Quý vị nhớ thuyền khắp dở đeo tắt đơn, dù có thương có mến cũng về, bấy lâu nay kẻ sợ người tề gần bí tu thì ta về an nghỉ. Đêm khốn khổ mà ta còn ngồi rên rỉ, tại vì đời ta phải bị đau thương, thay thầy bút mực đinh hương tọa thành đại đạo buôn đường chúng sanh. Gửi đồng đạo bản thơ lành tấn nghiệp, giữ một mình chớ dội phung phê, tên bay đây mình được chở che, lý mình hiểu thì mình không nghe đó khổ. Chuyện đất địa ta gặp thầy gặp tổ luôn nấu trời, ta sống sót còn nguyên, hay là đất mưa trời nghiêng, hay là phóng xạ tứ nguyên bình trời. Chịu chết độc, chịu tên thời bị luận, chịu nay mai cả bọn quân, kể từ đây gặp sự khó khăn, đặng tưởng đế sanh bằng lập gì. Cá tiếng kêu nếu ai người trí đem của tiền và thân thiết cho sinh, đặng mai lên chốn công đồng, ta ngồi tựa được thiền rồng Phật nhân. Cầu khổ lắm, quý vị ráng thương đức cầu, dừng giống nồi ghi dấu sau này. Nếu thương ta cũng như thương đức Phật thầy, thì sao lễ tới thầy xung nghiệp. Giờ bị vị ma lô quý ra đi trò về cho kịp nông quân, cờ ông như lật kia ca phép tiền của đức Phật bà quan. Dần bùng tủa rồi đó, ráng niệm thầm rồi thấy, gần nay mưa lùng lẫy hơi miền, khởi cho rồi mới thấy thần tiên phải nổ núi phải chinh niên trời đất. Nếu ấy thương cùng dừng các bậc, cậu đâu có mang tài dục xa, nơi này là bến chân ca lộ cho biết gì gần xa tận thương. Biết biết khổ cho nên chúng ta là trong phái trung ương lập quốc,
chúng ra đây lãnh lĩnh của các ngài các bậc siêu phàm, hiểu khi chưa dám nhớ mà làm, phải cố gắng rời xa giữ cô đàm anh. Đừng có để nhà thân hoài nát hán đi trò vừa bụng mặt lợp thôi. Ráng tu đức thánh linh bôi vừa đau vừa khổ thì ngồi yên nhiên. Ráng thanh tịnh tham thiền dưỡng trí, ráng mà ngồi thầy chỉ huệ thay. Ngồi tu đi để luận bút ra bài, đem cơ đạo cứu trần ngại quân chót. Ngồi thiền đi để rồi ngày chó từng giọt, từng giọt từ quán kia nhớ giọt đại đồng. Ngồi đi bớ bớ thầy trong, ngồi thiền lắng đục tâm trong. Rồi thề ngồi đi tài chơi đam mê, tâm mình dừng lại chính về không yên. Sáng thanh tịnh thăm thiền đi đạo, chứ tới đây dân bảo trùng trùng, không ngồi thiền không thể sống hòa chúng. Ngồi lặng xuống để lọc cùng cáo bận, ngồi thiền đi đừng nên bận vẫn ráng kỳ ngồi, đừng trì quẩn không nên. Ngồi đi thanh tịnh kề bên, ngồi sau cũng được kề bên đức. Ngồi để ta chỉ cho bức mật mày, ta cho phép đó ngày mai trường tồn. Ngồi đi lao lược sắc hồn, tinh gì mà bạch tuyệt không giặt dồn phong. Ngồi đi đến gọt kinh ba, để đi về Phật độ vụ nẻo trần gia không còn. Ngồi đi đạo để được giữ lòng son tinh tấn tráng, mà ngồi để ta cố vấn lòng mình. Ngồi tu đi cho kiến tánh huệ minh, ngồi để hạ để có nước tâm bình sau cũng thôi. Ngồi đi đạo không lầm tà ma quỷ kế sáng trưng rồi, thì vô kể thâm sâu. Ngồi đi chùi hơi tôi câu, chùi lao trong trí đau đau sáng ngời. Ngồi để biết trong cuộc đời một mạc, ngồi để lọt lòng ta không nhớ bạc mưa đêm. Ngồi đi hạ trượt không hờn, ngồi đi để lắng dịu qua cơn khốn nạn. Ngồi đi để được tránh làn khí nhạc sắp tràn lan, sắp bay sắp má lượng vì hồn tàn năm cháu. Khí nhạc ấy lão chất độc, ngồi thấu đêm trần trọc thở về, thở tung hơi cho thống khí thoáng ngay. Đừng chất chứa chuyện lai mới xuống, cực khổ đi đừng nên mơ mộng. Ráng ngồi thuyền thì cảm động ban chân, ngồi thuyền ráng khó đi mua. Ngồi đi rồi ta đợi chiến đò hoa sông. Lời thơ gửi khắp đại đồng thế giới, gỡ thơ này khắp khởi miền núi. Dưới Tây phương đạo lý nếm mùi, vui đất Phật hòa vui Như Lạc. Vui ta không thân này mục mạc, vui ta về giải thoát thuyền xương. Vui mùa hoa nở đại thương, lông hoa gần đợn sướng xưa gặp thầy. Ta vui vẻ cảnh này sung sướng, ta vui mùa thích chót trăm quan. Vui sao xuân mới cả nhà xuân, ngày đi đạt xuống bờ quán năm. Vui như thế thì thâm trầm biết mấy, vui mùa xuân vui thấy Phật dương. Ta đâu vui thú muôn đường trăm hoa, lè lẹt biểu dương ra rồi. Ta vui với Phật, ta thấy được trời, ta thương yêu dài dạng sống đời thượng lai. Vui đi vui lại với ai, vui học thông bài tính toán cao siêu. Ta vui mới rồi lại vui chiều, vui hoài vui mãi không tiêu sáng ngời.
vui trông thấy Phật giáng đời, thấy ta làm được vậy thời nhân. Vui ta giúp đỡ bác tánh vạn dân, ta làm việc nghĩa ta hiền thần trung kim. Ta vui với bậc thánh hiền ta nương, nơi nhà đỏ cửa tiếng kia kìa. Ta vui mốt ta được đi về nơi Tây Phương Cực Lạc kia kìa nào sân. Ta vui ánh Phật Phổ Đà Cổ Đàm, ta giữa trời hội Linh Hoa ta hình. Ta vui hôm nay ta được tránh trinh huệ khai, nhìn thấy tròn mình trống trông. Ta vui thương được giống dòng, vui mùa hoa nở đại đồng rừng. Đừng có vui tiền vui bạc, vui lúa hay huệ, vui chi như vậy rồi hoài đau thương. Vui cát bụi, vui gió sương, vui cảnh giả dối mà vui đường vui. Về nhà lặng thắp vui đi, để ta vui vẻ từ bi trao dồi. Vui vật chất, vui miếng mồi cho thú, sau này đây quỷ bú ma lăng. Vui xây thước ngọc đền, vui mà như vậy thì điểm trầm tha phải đầm. Vui chánh pháp ta học không lầm, gặp thầy gặp tổ thăm thăm đời đời. Ta vui bến nọ tách rời, miền kia núi khóc đổi đời ngày sau. Chứ đừng có vui trong giấc chim bao, vui màu vui sắc ngày nào làm gì. Vui buồn mắt trái lâm ly, buồn vui lẫn lộn làm chi bới trần. Hôm nay các quý vị nghe lời lẽ của Bần Phấn, cùng ngài được nói trầm thuyết minh. Buồn đời nói giúp chúng sinh, buồn ai kể tiếp mình bức thầy. Buồn cái sự canh về chứ yên ổn, Bần la làng rồi chắc đời khốn sức nghi. Mèo kia biến mất còn người gì, chắc rằng sợ biến còn chi sơn đồng. Còn ở đây đồng đạo biết không, trong 2000 năm sự biến thức sơn đó, hôm nay được lệnh tiễn tất cả quý vị đi về khám phá và nơi nguyệt điện. Chắc có lẽ các thần đó cũng còn đi dự ở nơi đó, tội nghiệp quá, thôi được rồi. Còn quý vị hiểu biết được rồi, thôi có gì đâu. Người về sau đó lại quá vàng đó, tiếng đời nói là cũng đúng chứ đâu có sai. Còn này tiếng của cậu nói, ngày sau đó lại hóa vàng, biến thiên non giả banh hang không còn. Đạo tâm rắn móc rắn bồn, tay còn nghe tiếng nổ dồn sấm ai. Chừng đỡ núi giả lầm hay, thì tiên giúp Phật lầu đài mở ra. Từ đây các nước sắc quan thương thạc bát quốc ngâm nga khốn cùng. Qua đây nó lại phục tùng, nó quỳ nó lại ngày cùng. Biết bao Di Lạc Phật Chúa khai trào, cô dân ba tánh đồng bào hết nguy. Dội dàng ta bước chân đi, mặt trời đổ lệ lấp đi châu mày. Thân ta mòn mỗi đêm nay, thân già cả lắm năm cai nhiều rồi. Nhắc cho đảo rồi coi qua hồi, kể từ đây nhiều nỗi hay ho. Trần cuồng phong lấp biển dời gò, nếu ai xứng học trò của Phật, tâm bích kỷ buồn hờn dấu cất, lòng dạ mang biến mất mau mau. Nếu bằng không Phật Chúa thay trào, chắc phải chịu lao đao lận đựng. Thân ta đã đêm nay ôi ngưỡi, lòng đau lòng đi tới thanh thông. Buồn thế nhân trích lục đôi câu, cho người biết giải dỗ từng đoạn. Trời quỷ theo chết thôi cả bọn, còn ta nay dẹp dọn trở về. Ráng đi người đừng có say mê, cùng trò ấy trọn bề với Chúa. Giữ tinh tấn đừng
đừng cho lem uống, ta đừng mang tay của phàm nhân. Ráng tịnh tu luyện trí luyện thần, sao trở lại tân dân phong thần. Điện thanh tịnh giờ này ta nhắm có các ngài hiểu đặng hay chưa? Sắp chuyển lưng gió tạc mây mưa, rộng cô lượng sông trưa qua khổ. Ngồi thiền nọ đêm nay tu bố, ta thay lời thầy tổ của ngươi, nói ra đây trọn chính trọn mười. Ráng tu dưỡng đại từ tâm tánh, trời Phật đó nay mai cứu cánh. Đừng khoe sinh ta bảnh ta khôn, chờ đón xem nắp biến dời cồn. Còn nhiều nỗi thiên môn địa án, khai khẩu đó nay ta đâu dám. Nhưng thấy rồi ổ ám đất trời, thương quan dân đúng vững bời rời. Chết ngọt hết nơi đời sao được, màn chiếu đất trời trên thấy trường. Cảnh gian nan mấy lượt biết không thâu, lỡ rồi lập đại công đồng. Thương bá tánh buồn ông không biết, ta ngồi buồn thấy màn tiêu diệt. Kể từ đây sắp tuyệt cận đời. Dân dân ơi đừng có lã lơi, cùng đồng đạo chịu mới phải nhận. Nhận để có tư tâm tinh tấn, nhận để về cố dấn thăm. Nhận để lo đừng hoán được thù, nghe Phật dạy ngồi tu đắc quả. Nhận để biết thấy đời cao cả, nhận để coi núi giả làm hay. Nhận ban đêm nhận lại ban ngày, nhận mãi mãi hoài hoài đắc đạo. Nhận để thấy yêu tinh buông bão, nhận để